Vâng, thưa các bạn, bây giờ thì chúng tôi đang thức dậy ngắm bình minh ở một nơi xa. Chúng tôi đã ngắm nhìn cột phát sóng Tam Đảo vươn cao trên đỉnh núi mờ xa phía kia. Bên chân núi thì điệp trùng những ngôi nhà, những dãy biệt thự lô nhô cao thấp chen sát bên nhau. Đây kia có những cái tòa lâu đài sừng sững in hình trên nền trời với những nét kiến trúc độc đáo như là thách thức cùng với thiên nhiên. Vâng, Tam Đảo ngày nay đã trở nên chật chội sôi động hơn nhiều so với ngày xưa. Tôi đã đưa tầm mắt của mình để ngắm mê mẩn những cái khung cảnh mây núi, những làn sương mờ ảo, những dãy nhà lô xô, những tòa biệt thự, những dãy phố hàng cây của một Tam Đảo trong sớm mai của mùa thu. Hôm nay đã là ngày thứ hai chúng tôi có mặt tại đây. Hôm qua thì sau cái cuộc giao lưu ẩm thực khá là say sưa thì phần lớn anh em đã có dịp đi lang thang ngắm phố rồi lại giao lưu tới gần sáng mới về. Những anh em mà đã mệt thì cũng đánh được một giấc cho tới sáng. Dự kiến là sáng nay chúng tôi sẽ có dịp tham quan một số cái điểm chính tại đây như là nhà thờ đá, rồi là cái khu vực chùa Tam Đảo, thác Bạc vân vân. Thế rồi là sau đó thì chúng tôi cũng sẽ lên đường để trở về. Vâng, nhìn những cái nét mây lãng đãng như thế này trông rất là thủy mặc. Một cái buổi sáng sớm ở một cái nơi rừng núi mát lạnh như thế này quả là đem lại cho chúng ta những cái cảm xúc rất là tuyệt vời. Vâng, những cái đám mây mù như thế này có lẽ chỉ ở những cái miền núi cao như thế này mới xuất hiện. Chúng ta mới có dịp ngắm nó. Vâng, đây vẫn là cột phát sóng của truyền hình Tam Đảo. Một cái cột phát sóng đã đi vào huyền thoại. Thực sự nếu mà có điều kiện thời gian mà leo được lên cột phát sóng này thì cái tầm nhìn của chúng ta sẽ rất là khác, sẽ ngắm nhìn được toàn cảnh thị trấn Tam Đảo. Còn đây là nhà khách Hòa Bình. Đó, đây các con phố thì mọi người đã bắt đầu là đi dạo và tìm ăn sáng. Đó, đấy, mỗi vợ chồng lên một con để xem chuẩn bị phượt thế nào. Xe bên này à? Đi ngồi đi. Mấy khí. Đó. Được đấy, nhỉ? Đó. Kawasaki BM BM VKF được đấy nhỉ? Đắt hơn cái con của mình. Nào, xin chào. Rồi, đẹp lắm. Ducati này của nó đã, nếu mà những cái con đấy 700-800 triệu, còn rẻ rẻ nhất cũng phải 400-500. Ừ.
rau su su là một thứ rau nổi tiếng của Tam Đảo, một cái loại rau ăn rất ngon và nó phù hợp với lại cái khí hậu lạnh và ẩm ở khu vực miền núi Tam Đảo này. Mít đây thì 3 tiền cân. Có lẽ trong đoàn chúng tôi cũng một số anh em sẽ mua rau su su về để thưởng thức nó. Mỏi chân chưa? Mỏi chân chưa? Vâng, hôm trước ngủ đi ngủ sớm mới 2-3 giờ đã ngủ. Cơm làm alo, rất nhiều. Tôi đến đâu nữa mà phải mua cho con. Táo à? Phải táo không? Có màu này nhỉ? Vô gì đấy? Đây là bên Việt Sĩ đây, chúng ta đang có mặt đây. Đây nó có nhiều điểm mà mình không đi được hết đâu, hết là được. Vâng, chúng tôi đã nhìn thấy cái biển đề chỉ dẫn cái lối đi lên nhà thờ đá và ngược lại là đi xuống thác Bạc. Chúng tôi sẽ chọn hướng đi lên nhà thờ đá trước để tham quan, sau đó thì xuống ăn sáng và rồi mới cùng đoàn đi xuống thác Bạc. Cái lối lên nhà thờ đá này thì cũng được xây bằng đá và tôi nghĩ là khá cao. Vấn đề là cái chỗ nào mà mình đứng được ở đấy nhỉ? Có tiền mua lên trên này được mà. Cùng lúc này thì có rất nhiều các cái nhóm nhỏ đi tham quan ở những cái địa điểm khác nhau, nhưng nhóm chúng tôi thì lên khu vực nhà thờ đá của Tam Đảo để ở từ đây có thể có dịp mà ngắm một phần của khu vực Tam Đảo này ở một cái vị trí tương đối cao. Trên này có một cái sân khá rộng. Dây điện, cột điện rồi các thứ rất khó. À đây vẫn là bán rồi. Chúng tôi cũng đã tranh thủ ghi được một số những cái hình ảnh ở trên này. Nào chuẩn bị nha. Đo gần gần một tí nhá. Đo gần một tí nhá. Đây này. Rồi. Quả thực đứng ở trên cái khu vực sân của nhà thờ đá nhìn xuống bên dưới thì cũng đã thấy là khá là đẹp rồi. Những cái bóng cây tùng, một cái loại thông in trên cái nền xương của Tam Đảo trông mờ ảo và có cái cảm giác như là tranh thủy mặc ở giữa một cái màn sương sớm như thế này. Khách du lịch thì cũng mải miết chụp hình và chúng tôi cũng không ngoại lệ. Vâng, có lẽ ngày nay thì cái ghi lại những cái hình ảnh trong cái quá trình đi thăm thú chỗ này chỗ kia thì là điều không thể thiếu. Em phải chụp vào máy em đấy. Xoay xoay ngang ra đâu. Anh ấy chụp vào máy em.
của anh có chụp tự động cho 4 người chụp kiểu. Vâng, đúng rồi, 4 người chụp kiểu. Anh cho chúng tôi vẫn mải miết chụp ảnh, và thực sự là cái ánh nắng của một cái buổi sớm mùa thu nó chiếu xiên như thế này thật là tuyệt vời. Bây giờ thì chúng tôi lại đi xuống khu vực bên này để tiếp tục tham quan và dạo qua những cái dãy phố nhỏ của Tam Đảo. Có lên được không ạ? Có chứ, nhưng chẳng qua là nó cao ấy. Cao, cao, cao thì cũng... Bây giờ thì chúng tôi đã hẹn nhau trở về để ăn sáng. Thế đang hy vọng, thế sợ tan thở chưa ăn sáng. Bây giờ đang ăn sáng xong này tính điểm ăn trưa luôn. Thế. Mình phải quý này. Vâng, thực sự Tam Đảo tuy không quá lớn nhưng tôi nghĩ để trong 2 ngày thì cũng khó có thể tận hưởng được những cái đẹp ở đây đây. Tôi đã thấy một cái tòa nhà mà trên đó họ treo cờ Tổ quốc, trông cũng khá là ấn tượng. Vâng, những cái hình ảnh như thế này chúng tôi đã thấy đâu đó ở trên khắp đất nước Việt Nam. Một cái niềm tự hào dân tộc. Và nó cũng làm đẹp cho cái khung cảnh của Tam Đảo ở một cái buổi sớm mai như thế này. Khách sạn Sophia với cái nét kiến trúc rất là hiện đại, nhưng bên dưới thì tôi thấy là cây xanh rất là nhiều. Ăn gì cũng được. Cứ ấy đi, xem có món gì thì... Rồi. Tầm mấy là bắt đầu cái người đấy đi. Nhưng mà...
Vâng, thưa các bạn, bây giờ thì sau khi ăn sáng xong thì đoàn chúng tôi đã tập trung và cùng nhau xuống tham quan khu vực thác Bạc của Tam Đảo. Có lẽ cái việc đi bộ này cũng tạo nên một cái hứng khởi nhất định. Vâng, đây đã là lối nhỏ và hẹp, dốc đi xuống khu vực thác Bạc. Cái lối này khá quanh co và dốc các bạn ạ. Hiện nay chúng tôi đang đi xuống khu vực thác Bạc của Tam Đảo. Người dân thì cũng đã thiết kế một cái đường rất là sinh động như thế này. Trong đó có bày bán những cái hàng hóa lưu niệm hoặc là các cái cây cảnh tạo cảnh quan cho khách du lịch. Từ một vị trí ngang chân dốc đi xuống thác Bạc thì chúng tôi đã có thể ngắm nhìn một cái phần khác của khu vực Tam Đảo này. Tiếp tục đi xuống theo cái lối nhỏ và có nhiều bậc đá như thế này, có lẽ cũng phải mấy trăm mét thì chúng tôi mới có thể tới được khu vực thác Bạc. Đường xuống thác Bạc khá là dốc, quanh co. Tôi nghĩ thác Bạc thì nó chắc cũng không có gì đặc biệt, nhưng thác nào thì người ta chả đặt cho nó một cái tên. Và có lẽ cái dòng nước nó chảy xuống trắng xóa cho nên đặt tên là thác Bạc. Cùng với chúng tôi thì khá nhiều các cái đoàn khác cũng xuống tham quan thác Bạc. Và bây giờ chúng tôi đã nghe thấy tiếng ầm ào của nước chảy. Vâng, tiếng nước chảy đã bắt đầu là làm cho chúng tôi có phải nói rất to thì mới có thể nghe được. Vâng, nước chảy tuy không nhiều lắm nhưng mà khá ầm ào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, thưa các bạn, sau khi tham quan cái khu vực thác bạc của Tam Đảo này thì bây giờ chúng tôi hành quân trở lên phía trên một cái, vâng, cái khu vực thác bạc này có một cái trải nghiệm khá là thú vị. Đến ngang chừng thì chúng tôi lại có dịp lần nữa ngắm những cái dãy núi, thế rồi các cái khu vực ở bên đối diện. Và tôi nghĩ là chừng đấy thì cũng đã đủ cho chúng tôi thỏa mãn cái niềm ham mê của mình rồi. Này mà lại còn vào đi tắm ở đây thì thôi rồi. Đến lúc 80 tuổi nhìn thấy hình ảnh này hồi trẻ thế. 25 triệu.